con trai Quý Bình lộ diện, bập bẹ tiếng gọi ba, netizen dành mưa lời khen cho vẻ bụ bẩm của nhóc tì. Diễn viên Quý Bình đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu. Bụ bẩm của con trai, bé Eric. Diễn viên Quý Bình là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, mái ấm nhỏ đầy hạnh phúc, tiếng cười của Quý Bình và bà xã, doanh nhân Ngọc Tiền cũng được dân tình ngưỡng mộ. Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Quý Bình đã chia sẻ khoảnh khắc quý tử cất tiếng gọi ba đầu tiên. Theo đó, Quý Bình đăng tải đoạn clip ngắn của con trai, bé Eric. Trong đó, bà xã nam diễn viên liên tục động viên nhóc tì gọi tiếng ba. Sau đó, bé Eric đã gọi tiếng ba, dẫu chưa trọn vẹn nhưng điều này cũng khiến diễn viên Quý Bình không khỏi phấn khích. Nam diễn viên chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân, sau tiếng ba lạnh lót, cả thế giới dường như động lại bởi cú chớp mắt đầy điệu nghệ của con. Yêu quá đi. Ngày con tròn 14 tháng tuổi. Có thể dễ hiểu cảm xúc vui sướng đến không thể diễn tả của diễn viên Quý Bình khi được con trai cất tiếng gọi ba. Bên dưới đoạn clip, ngoài những lời khen cho bé Eric, nhiều khán giả cũng để lại lời khen cho con trai đầu lòng của nam diễn viên. Quá trời cưng rồi. Đốn tim ba Bình. Ôi trọng vía cưng quá đi thôi, ảnh đứng chừng rồi nè. Hi hi. Hạnh phúc lắm lắm nha. Nhanh quá, mới ngày nào còn bế trên tay. Yêu em quá, nhìn cái mặt lém lĩnh và rất thông minh luôn nè. Hạnh phúc chỉ cần có thế. Trước đó vào cuối năm 2020, diễn viên Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền đã chính thức về chung một nhà sau thời gian dài hẹn hò. Một thời gian sau, cặp đôi chào đón sự xuất hiện của cậu quý tử đầu lòng, bé Eric. Kể từ đó cho đến nay, tổ ấm nhỏ của vợ chồng diễn viên Quý Bình ngập tràn tiếng cười. Hạnh phúc. Nam diễn viên cũng dành nhiều thời gian hơn cho bà xã và nhóc tì, chọn lọc các dự án nghệ thuật so với thời điểm trước kia.